Các đồng minh trong khối NATO mở một cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc, trong lúc căng thẳng giữa Nga và NATO đang dâng cao. Cuộc tập trận liên kết Đinh Ba ở Na Uy quy tụ sự tham gia của 40.000 binh sĩ từ trên 30 nước, tiến hành các chiến dịch trên không, trên biển và trên bộ từ Phần Lan và biển Baltic ở phía đông tới Iceland ở phía tây. Các binh sĩ diễn tập quân sự gần Nga, nước đã tự tổ chức một cuộc thao dịch quân sự lớn hồi tháng trước. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói cuộc diễn tập quân sự lần này tại Na Uy chỉ nhằm mục tiêu ngăn ngừa chứ không khiêu khích, và Nga đã được thông báo về hoạt động này cũng như được mời giám sát. Dù vậy, Moscow không vui trước cuộc diễn tập của NATO và cảnh báo buộc phải đáp trả trước các hoạt động quân sự gia tăng của khối này. Giới chức Nga cho biết hải quân nước này định thử nghiệm phi đạn trong vùng biển quốc tế gần nơi NATO đang diễn tập quân sự. Các cuộc thử nghiệm phi đạn của Nga sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 ngoài khơi bờ biển phía tây của Na Uy. Cuộc tập trận của NATO diễn ra ở miền Trung và miền Đông Na Uy, Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11.